Máy bay cá mập bay J-15 của Trung Quốc bị chê là bản sao không có giấy phép của máy bay phản lực Nga. Đồng thời, Trung Quốc bị cho là đánh cắp bí mật quân sự Mỹ để tạo ra tiêm kích mãnh long J-20 phiên bản nhái đáng gờm đối đầu với F-22 Raptor, hay còn gọi là chim săn mồi của Mỹ. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục gia tăng ở Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ đang xem xét kỹ lưỡng khả năng trên không của không quân Trung Quốc. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà nhài san tuyết bản liền trà có vị chát nhẹ, ngọt bùi và thơm đậm hương nhài. Lá chè san tuyết được thu hái ở các vùng nguyên liệu hữu cơ đạt tiêu chuẩn EU ở bản liền Lào Cai. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573, truy cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv-tn1 hoặc quét mã QR. Xin trân trọng cảm ơn. Mới đây, trang tin National Interest của Mỹ cho biết máy bay chiến đấu J-15 hay còn gọi là cá mập bay của Trung Quốc có nguồn gốc Ukraine. Trích dẫn các báo cáo, trang tin Mỹ cho hay Bắc Kinh đã mua một nguyên mẫu chưa hoàn thiện của Subaba từ Ukraine và sau đó chế tạo lại thành phiên bản như hiện nay. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục gia tăng ở Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ đang xem xét kỹ lưỡng khả năng trên không của không quân quân đội Trung Quốc. Trong khi máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Thành Đô J-20 mới của Trung Quốc chắc chắn sẽ dẫn đầu chiến lược chiến tranh của quân đội nước này nếu xung đột nổ ra thì các khung máy bay cũ của Trung Quốc cũng sẽ đóng một vai trò nào đó. J-15 là một ví dụ điển hình. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư Thẩm Dương J-15 đã bay cùng không quân quân đội Trung Quốc trong hơn 10 năm. Trong 20 năm qua, Bắc Kinh và Moscow đã nỗ lực phát triển các đối thủ của riêng họ trước các nền tảng tiên tiến và thống trị của Mỹ. Cá mập bay J-15 đại diện cho một trong những khung máy bay tiên tiến hơn của Trung Quốc. Tóm tắt lịch sử của cá mập bay F-15 Câu chuyện về nguồn gốc của J-15 bắt nguồn từ đầu những năm 2000, khi Bắc Kinh nhiều lần cố gắng mua máy bay chiến đấu Su-33 của Nga, nhưng không thành công. Vào khoảng thời gian này, Moscow biết được rằng Trung Quốc đang phát triển khung máy bay sao chép máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27S của họ, vi phạm các thỏa thuận sở hữu trí tuệ. Vì lý do này, điện Kremlin từ chối cung cấp cho quân đội Trung Quốc các máy bay được trang bị trên tàu sân bay. Tuy nhiên, Bắc Kinh tiếp tục phủ nhận cáo buộc này và thay vào đó khẳng định rằng thương vụ Su-33 đã thất bại sau khi Moscow yêu cầu mua 50 máy bay phản lực mới với mức giá quá đắt. Tập đoàn máy bay Thẩm Dương của Trung Quốc đã kết hợp với một số động cơ và hệ thống điện tử hàng không nội địa của họ vào Su-27 thay vì sử dụng các linh kiện của Nga. Điều này đã làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nước. Trang tin Mỹ khẳng định J-15 là bản sao của nền tảng Nga. Theo báo cáo, Trung Quốc đã mua một chiếc T-10K-3, một nguyên mẫu chưa hoàn thiện của Su-33 từ Ukraine, và sau đó chế tạo lại nó. Như vậy, J-15 cá mập bay thực chất là bản sao không có giấy phép của máy bay phản lực Nga. Giống như Trung Quốc trước đây đã thiết kế máy bay tiêm kích thế thứ tư thẩm dương J-11 như một phiên bản của Su-27 thời kỳ Liên Xô. J-15 cũng không được thiết kế trong nước. Trên thực tế, Trung Quốc đã bị cáo buộc sao chép và đảo ngược kỹ thuật một số hệ thống vũ khí của Nga mà không được phép, theo báo cáo năm 2017 của Viện Hòa bình Quốc tế Stockholm. J-15 ban đầu được đưa vào sử dụng trong lực lượng không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân vào năm 2014. Được biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đặc biệt danh cho J-15 là Flanker X-2. Trong nhiều năm, J-15 vẫn là một điểm gây tranh cãi giữa Moscow và Bắc Kinh. Kể từ khi J-15 được trang bị cho quân đội Trung Quốc, một số hãng tin của Nga đã chê bai dòng máy bay này. Như chi tiết trong một bài viết của Business Insider, hãng tin Sputnik của Nga đưa tin rằng J-15 quá nặng để có thể hoạt động hiệu quả từ các tàu sân bay, có vấn đề với hệ thống điều khiển máy bay dẫn đến một số vụ tai nạn và hơn thế nữa. Theo trang tin Nga, động cơ và trọng lực nặng của J-15 hạn chế nghiêm trọng khả năng hoạt động hiệu quả của nó với trọng lượng rỗng 17,5 tấn. J-15 đứng đầu trong cân nặng của các máy bay chiến đấu hoạt động trên tàu sân bay, vốn chỉ có 14,5 tấn. Trang tin Nga nói thêm rằng Bắc Kinh thậm chí không có đủ J-15 để trang bị cho cả hai tàu sân bay của mình. Đồng thời, với một chút vui vẻ, khó che giấu, Sputnik News đã đào sâu vào những tay gương của J-15. Trang tin Nga cho biết, tình yêu dành cho máy bay phản lực J-15 thế hệ thứ tư hiếm khi được thể hiện trong giới Trung Quốc. Trong khi đó, trang tin Asia Times lưu ý rằng truyền thông Trung Quốc cũng chê bai chiếc máy bay này theo nhiều cách, bao gồm cả việc gọi nó là con cá lật vì nó không thể hoạt động hiệu quả trước các tàu sân bay Trung Quốc, vốn phóng máy bay cánh cố định bằng sức mạnh của chúng từ một góc nghiêng. Trong một số trường hợp, những chiếc J-15 đã bị rơi và bốc cháy, đến mức Trung Quốc phát triển một máy bay phản lực vận tải mới J-31 nhằm thay thế cho những phiên bản lỗi. Tháng 11 năm 2021, một đoạn phim tiết lộ rằng tiêm kích thẩm dương j 15 cá mập bay cuối cùng đã được trang bị động cơ WS-10 Taihang Hang do Trung Quốc sản xuất trong nước. Trước đây, máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của không quân Trung Quốc được trang bị động cơ AL-31F của Nga. Khả năng Bắc Kinh rời xa các linh kiện nước ngoài như động cơ Nga cho thấy, Trung Quốc đang ngày càng tự tin hơn vào khả năng sản xuất của mình. WS-10 Taihang Hang là động cơ phản lực cánh quạt có lực đẩy cao do Trung Quốc phát triển. Tuy nhiên, động cơ này có một lịch sử rắc rối, đặc biệt là do hiệu suất không đáng tin cậy của nó. Mặc dù vậy, động cơ phát triển nội địa của Trung Quốc vẫn cung cấp năng lượng cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 thành đô J-20 mới hơn và tiên tiến hơn. Trong một tin liên quan, hãng tin Fox News của Mỹ ngày 9 tháng 3 cho biết Trung Quốc đánh cắp bí mật quân sự Mỹ để tạo ra tiêm kích J-20, hay còn gọi là Mãnh Long, phiên bản nhái đáng gờm, đối đầu với F-22 Raptor, hay còn gọi là chim săn mồi của Mỹ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 sử dụng kỹ thuật tàng hình đầu tiên trên thế giới. Các chuyên gia nói với Fox News Digital rằng Trung Quốc đã đạt được máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 bằng cách sao chép công nghệ quân sự của Mỹ. Các chuyên gia lo ngại Trung Quốc có thể duy trì thách thức về tốc độ đối với quân đội Mỹ nếu Mỹ không thực hiện nhiều biện pháp hơn để bảo vệ thông tin vũ khí nhạy cảm. Trong một cuộc phỏng vấn, cựu quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách James Anderson cho biết, những gì chúng tôi biết là nhờ những nỗ lực gián điệp G20 của Trung Quốc tiên tiến hơn so với bình thường và đó là điểm quan trọng ở đây. Trung Quốc bắt đầu phát triển G20 vào năm 2008 như một phần trong kế hoạch thiết kế máy bay chiến đấu mới có thể cạnh tranh với máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Máy bay bay thử nghiệm lần đầu vào năm 2011 và chính thức biên chế trong quân đội Trung Quốc từ năm 2017. Ước tính hiện có 50 đến 60 chiếc G20 đang hoạt động trong không quân Trung Quốc. Vào năm 2015, các báo cáo về công nghệ và khả năng của máy bay bắt đầu nhận thấy những điểm tương đồng giữa nó và các máy bay chiến đấu của Mỹ. Với một báo cáo của hãng tin AP nêu rõ rằng hóa ra một số công nghệ của nó có thể đến từ chính Hoa Kỳ. Bây giờ, Trung Quốc đã có một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 tương tự như F-22 của Mỹ. Điều này đã tiếp tục thu hẹp khoảng cách gần như không thể vượt qua giữa quân đội hai nước về năng lực công nghệ. Tất cả là nhờ hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ tiếp tục diễn ra. Khoảng cách giữa công nghệ quân sự của Mỹ và Trung Quốc đã nhận được sự chú ý mới khi căng thẳng giữa hai quốc gia tiếp tục gia tăng và các quan chức tiếp tục thảo luận về khả năng xâm lược Đài Loan, có thể bao gồm cả phản ứng quân sự của Mỹ. James Heath, giáo sư tại Trường Nghiên cứu An ninh và Toàn cầu thuộc Hệ thống Đại học Công lập Hoa Kỳ APUS, nói rằng cuối cùng thì Mỹ phải đối mặt với sự khác biệt về triết học của Trung Quốc và sự sẵn sàng làm những gì tốt nhất cho Trung Quốc edison giải thích rằng trung quốc sử dụng một loạt các kỹ thuật gián điệp từ việc sử dụng gián điệp bẫy mật và hối lộ lỗi thời và công nghệ thấp để tuyển dụng các nhà thầu hoa kỳ các học giả đại học và nhân viên chính phủ bên cạnh các phương pháp tiên tiến hơn như hoạt động mạng để lấy dữ liệu quan trọng về các hệ thống quân sự tuy nhiên edison nói thật không may họ đã đạt được một số thành công ở đó Đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc đã dành hơn một thập kỷ để liên tục theo đuổi dòng máy bay chiến đấu tấn công phối hợp của Mỹ mà họ đã khai thác trong thiết kế và chế tạo J20. Do đó, Edison nói với phóng viên, nó tiết kiệm thời gian và tiền bạc của Trung Quốc. Trên thực tế, chúng ta, nước Mỹ, phải trợ cấp một phần ngân sách nghiên cứu và phát triển của họ, Trung Quốc, vì họ đã đánh cắp thành công một số bí mật của chúng ta. Mark Mark Ennis, thành viên cấp cao chương trình Trung Quốc của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW nhấn mạnh rằng Trung Quốc tập trung gần như hơn bất cứ điều gì khác nhằm có được công nghệ động cơ phản lực sau khi vật lộn trong nhiều thập kỷ để theo kịp vũ khí của Mỹ và phương Tây. Mark Mark Ennis cho hay là một người đã theo dõi Trung Quốc trong một thời gian dài, đó luôn là câu hỏi vui. Liệu người Trung Quốc có thể tự sản xuất động cơ phản lực của chính mình không? Đồng thời, ông chỉ ra trường hợp năm 2022 của Yan Junshu, một điệp viên Trung Quốc bị kết tội cố gắng đánh cắp bí mật thương mại từ nhiều công ty hàng không và vũ trụ của Hoa Kỳ, bao gồm cả hành vi trộm công nghệ quạt động cơ máy bay độc quyền. Không chỉ sao chép các mẫu máy bay, thậm chí Trung Quốc còn sao chép cả tàu sân bay. Vào tháng 4 năm 2023, trang tin quân sự The Drive đã cho rằng ý tưởng tàu sân bay mới của Trung Quốc trông rất giống lớp 4 của Hải quân Mỹ. Trang tin cho biết, hai hình ảnh về con tàu mới từ nhà máy đóng tàu Giang Nam của Trung Quốc xuất hiện gần đây đã mô tả một thiết kế tàu sân bay mới. Đây có thể là một cái nhìn thoáng qua về một ý tưởng về tàu sân bay tương lai của Trung Quốc, thường được gọi là Type 004. Các hình ảnh cho thấy một con tàu khác với tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc, còn được gọi là Type 003 mà Giang Nam đang chế tạo. Tuy nhiên, nó cũng có một số điểm tương đồng về bề ngoài với siêu hàng không mô hạm lớp 4 của Hải quân Hoa Kỳ và tàu sân bay thế hệ mới trong tương lai của Pháp. Trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Henry Kenman, một nhà phân tích quốc phòng độc lập tập trung vào Trung Quốc, đã đăng tải các bản sao của tác phẩm nghệ thuật này vào sáng ngày 7 tháng 4. Sự xuất hiện của những hình ảnh này cũng theo sau việc tàu sân bay Sơn Đông đầu tiên được chế tạo trong nước của Trung Quốc, thực hiện chuyến đi đầu tiên tới Tây Thái Bình Dương, trong hải trình này, con tàu đi qua kênh Ba Sĩ ở phía nam Đài Loan và gửi tín hiệu đến chính quyền trên đảo vào thời điểm xung đột gia tăng với chính phủ đại lục. Theo một số nhà phân tích, từ những gì có thể thấy, thiết kế tàu sân bay mới của Trung Quốc rõ ràng có cấu hình cất cánh được hỗ trợ bằng hệ thống hỗ trợ phóng máy bay ba giống như tàu sân bay Phúc Kiến. Hệ thống hỗ trợ cất và hạ cánh catoba có bong phẳng khi cất cánh máy bay vẫn chạy đà như kiểu thông thường nhưng được hỗ trợ bởi máy phóng. Khi hạ cánh, máy bay được giảm tốc bằng thiết bị bắt và hãm. Hai tàu sân bay hiện có của Hải quân quân đội Trung Quốc, Type 002 Sơn Đông và Type 001 Liêu Ninh đều có loại cấu hình STOBA. Đây là loại tàu sân bay có phần mũi vảnh lên phía trên để hỗ trợ cho máy bay cất cánh. Trong khi hạ cánh thì máy bay không được giúp sức bằng hệ thống bắt và hãm máy bay. Những tàu sân bay điển hình của kiểu này là tàu đô đốc hải quân Kuznetsov, tàu sân bay Ấn Độ hoặc tàu Liêu Ninh của Trung Quốc. Các tàu sân bay Katoba mang lại những lợi thế đáng kể hơn so với các loại Stoba, bao gồm việc cho phép máy bay với tổng trọng lượng cao hơn, nghĩa là tải trọng nhiên liệu và vũ khí lớn hơn. Trà đạm thủy Từ xưa đến nay, trà luôn là một thức uống vô cùng quen thuộc. Từ những ly trà đá bên vỉa hè cho đến những chén trà nóng trong mỗi gia đình. Tất cả đều hòa quyện một nét văn hóa cổ xưa. Cổ nhân giảng, quân tử chi giao đạm nhược thủy bạn bè thâm giao gặp nhau có thể thân tình mời một chén trà thanh đạm cái tên trà đạm thủy khởi nguồn từ đó trà đạm thủy được chế biến từ những nguồn nguyên liệu vô cùng sạch hoàn toàn tự nhiên không hóa chất không phân bón trà được hái bằng tay từ những cây trà cổ thụ nằm trong những khu rừng trên núi cao của dãy hoàng liên sơn quanh năm mây mù bao phủ trà có nước vàng óng vị đậm hương thơm và ngọt hậu kính mời quý vị cùng thưởng thức trà đạm thủy Đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Khi cập gian hàng của chúng tôi bằng cách gõ dkn.tv gạch trà hoặc quét mã QR trên màn hình. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, một tin chuyên đề hôm nay của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất trân quý và mong chờ những đóng góp của quý vị với vai trò cộng tác viên thường xuyên hoặc không thường xuyên. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contact dkn tv Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.